Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành nha. Hôm nay tiếp tục mình sẽ giao lưu với các bạn số phôi hai châu nha các bạn. Bốn cây mà cây nào cũng thấy chủ thiệt các bạn. Không có rất lượng các bạn ơi. Đây, cây số 1, cá đất nha bạn, cá bầu đất nha. Cái số 1 nha các bạn. Chiếu lên. Giữ đất lên, giữ mấy cái rễ con các bạn. Giữ sống đi. Số 1 nè các bạn. 230 nha các bạn ơi. Có dính luôn số 1 nha. Rỡ thì mình đã xử lý hết rồi, cây mình đã xử lý rỡ rồi. Số 1 230 nha các bạn. Đây, số 2 nha. Đây, cầm lít số 2 200 nha. Cái một lát rõ con nhiều quá bạn. Đây, có một cái rõ cọc mà mình đã xử lý rồi. Rõ con này. Ba cây mình đang cú. Các bạn mình bạn mua thì mình lấy ra mình gói đi ha. Gần như là cây gì là mình xử lý. Xong là mình quay mình bán rồi mình ú ha. Bạn nào lấy thì mình mới gói lại đem bán nha các bạn. Không có sợ mất nước rồi. Cây của mình làm rất kỹ luôn, u rất kỹ luôn các bạn. Đó. Số 2 200 nha các bạn. Đây, số 3. Cái này nguyên màu đất mình kịp luôn. Hai thằng kèm lít một tí các bạn ơi. Mình đỡ cái điện thoại sang chút nha. Đất luôn. Cái này 208 nha các bạn ơi. Số 3 208 nha. Nhìn bầu đất cứng nhất luôn. Để các bạn mình xử lý các bạn khỏi chơi thôi. Đây nè. Dính nhau nha. Số 3 208 nha. À, số 4 cái cuối cùng, cái bự luôn các bạn. Được cái hai thân nó, một thân thánh mà nó bự dính vào đất luôn các bạn ơi. 350 nha các bạn. Số 4 350 nha. Còn bạn nào mà lấy hai coi thì mình có thể giảm 50k nha các bạn. Hỗ trợ giao lưu các bạn luôn. Đó. Số 4 350 nha. Con này to bạn. Rất là to luôn. Bỏ đất kiếm đất. Trưa mưa hết. Đỡ là mình đã xử lý thà keo hết nè. Cây mình làm rất là kỹ luôn. Chứ không phải là cây ta đào vừa bán liền các bạn. Giờ còn xử lý. Còn làm rỡ đồ lại hết các bạn. Đó các bạn, tha kêu của các bạn mình gỡ đi à. Anh em bây giờ chỉ có trồng thôi, không cần phải làm gì nữa em. 350 nha các bạn. Số 4 nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Nhớ like, subscribe, cái kênh ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye.